Đây là cánh tay này và chỗ khu vực ngài ngủ này, kia là cái gối này, và đây trải dài xuống. Đây ánh mặt trời chiếu rọi thẳng vào, ôi rất là đẹp luôn nha. Khi tới với chùa Vàm Rây tại Trà Cú, Trà Vinh thì chúng ta có thể nhìn thấy ngay cổng vào là có 9 tháp nha, 6 tháp nhỏ và 3 tháp lớn. Xin mời chúng ta cùng đi vào trong để tham quan chùa Vàm Rây. Một cổng chùa rất là lớn luôn, được sơn màu vàng. Quảng trường rất lớn. Đây là những bước chân đầu tiên khi mà chúng ta vào tới sân nhà chùa. Đây là chi tiết cánh cổng chùa nha. Chúng ta tiếp tục di chuyển vào trong trung tâm của sân chùa. Tiếp tục đi vào giữa sân chùa thì bên tay trái này có một điện màu đỏ đang được sơn sửa và sửa chữa lại. Và ngay bên tay phải đây là một ngôi điện màu vàng nhìn rất là lớn. Còn ở giữa này là một cái bảo tháp đó. Được rất là nhiều thần rắn Naga xung quanh bảo vệ. Một ngọn tháp rất là cao, hình thù con vật ở trên kia thì mình không nhìn thấy là con gì. Gần giống như là con chim công hay gì đó. Và đây là cái bảo tháp ở giữa. 2, 4, 5 được các thần rắn Naga 5 đầu bảo vệ như thế này. Đó, bảo tháp rất là lớn. Bao nhiêu thần rắn nha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 thần rắn Naga. 9 thần rắn Naga bảo vệ cái trụ tháp này nha. Trước khi đi vào chánh điện thì ở trong này cũng đi qua một cái cổng màu vàng như thế này. Wow, nhìn rất là lộng lẫy và đẹp luôn. Đi qua 3 lần cái bậc tam cấp nhá, một lần rồi và đây là lần thứ hai. Và đây là vị trí chánh điện, có ghi là ông Trầm B và bà Viên Đông Anh phát tâm xây dựng ngôi chánh điện. Đây là ông Trầm B đã phát tâm xây dựng cái chánh điện này. Nghe nói ngày trước là bị hư rồi bắt đầu với cho sửa chữa xây dựng lại. Còn bên trái bên này là có một cái chánh điện nữa. Rồi chúng ta cùng đi vào trong thánh điện này chúng ta tham quan nha. Vẫn là các nữ thần rắn Naga bảo vệ. Đây có mở cổng, chúng ta có thể đi vào trong tham quan. Trần rất là cao luôn. Dạ. Vâng, tí tự con tháp ạ. Mình gặp một vị sư. Những cái cột được đắp màu vàng rất là cao. Đẹp quá. Ở chính giữa là bàn thờ Đức Phật. Như mọi người có thể nhìn thấy. Và xung quanh là các bức tranh ảnh nói về cuộc đời tu của Đức Phật. Đẹp quá. Cái này xây dựng lại lâu rồi ha cơ? Mười mấy năm rồi ạ. Dạ, 13 năm. Vâng. Dạ. Con đi tham quan chút xíu đã. Dạ. Đây là chánh điện chính nha. Dạ, con chưa ạ.
Đằng sau lưng Đức Phật là có xây mô hình của một gốc cây cổ thụ. Đây, rễ cây và viên đá. Dạ, được rồi ạ. Dạ vâng. Con là khách tham quan. Dạ. Gặp sư. Sư đã giúp mình mở đèn để cho được đẹp hơn. Người nhìn chánh điện rất là rộng lớn. Và trần cao thì nó cao luôn. Ở trên thì các hoa văn họa tiết rất là đẹp luôn. Rất là thoáng nha mọi người. Thì vị trí này có một cái bậc trải thảm ở đây. Chúng ta có thể ngồi ở đây để cầu nguyện hoặc là dâng hương. Đẹp quá. Đằng sau của chỗ bảo tháp chánh điện thì có để bức ảnh của gia đình nhà ông Trầm B và bà Đông Anh, người đã phát tâm xây dựng ngôi chánh điện. Đây là hình ảnh ông bà cùng hai người con trai và người con gái. Khuôn viên rất là rộng lớn luôn. Xung quanh rất là hai mặt chính thì là mỗi mặt thì đều có ba cổng như thế này. Và có các mặt bên nữa. Còn tòa chánh điện bên kia là nơi các vị trụ trì ở, vị sư ở. Đó. Thường thường thì tới với chùa Sam Ray thì như hồi nãy một vị chi tăng có chia sẻ là được rất là nhiều người tới đây để dâng viếng, vào đông nhất là vào các ngày mùng 1 hoặc ngày rằm. Nhưng đa phần sẽ tới vào buổi sáng. Đó. Ở đây có ghi tên của các con trai, con gái này, con trai cả Trầm Trọng Ngân này, con trai út là Trầm Khải Hòa. Có ghi con cái ông bà ở đây. Và con gái thứ là Trầm Thuyết Kiều. Đó. Còn chắc bên kia là ghi tên của ông bà. Xung quanh của chánh điện thì có các mặt thần. Và ở vòng ngoài thì có các thần đang cưỡi 12 con giáp. Như đây là thần đang cưỡi con rắn này. Xác hoặc là thân của một con rắn rất là dài luôn. Thần này thì đang cưỡi một con ngựa giáp ngọ này. Thần này thì đang cưỡi một con dê. Và thần này thì đang cưỡi giáp kiếp treo, đó chính là con khỉ. Và kế đến là vị thần cưỡi con gà. Và đây là vị thần này đang cưỡi con chó. Kế tiếp là vị thần đang cưỡi con heo. Và đây là vị thần đang cưỡi con đầu tiên, đó chính là con chuột. Và đây là vị thần đang cưỡi con trâu. Và vị thần đang cưỡi con hổ. Và vị thần này là cưỡi con thỏ. Kế bên đó là vị thần đang cưỡi một con rồng. Và điểm nhấn của ngôi chùa Sam Ray tại Trà Vinh đó chính là bức tượng Phật Thích Ca đang nằm ngủ tại đây. Được sơn màu vàng rất là to luôn. Rồi chúng mình cùng lên trên đó để tham quan bức tượng Phật đang nằm như thế này nhé. Và đây là cận cảnh mà sau khi mình trèo lên trên qua hai lớp cầu thang tương đương với một căn nhà 2 tầng thì đã lên được chỗ tượng Thích Ca đang nằm ngủ đấy nhá. Được sơn màu vàng, trường tồn rất là đẹp luôn. Đứng bên cạnh gần thì chúng ta mới thấy là ngài rất là lớn luôn nha. Đây là cánh tay này và chỗ khu vực ngài ngủ này, kia là cái gối này. Và đây trải dài xuống. Đây ánh mặt trời chiếu rọi thẳng vào. Ôi rất là đẹp luôn nha. Tới với Trà Vinh thì có rất là nhiều ngôi chùa để chúng ta có thể tham quan. Nhưng chính đã chọn chùa Vàm Rây để tham quan. Tại nơi đây thì có một bức tượng Phật đang nằm ngủ rất là lớn và điêu khắc rất là đẹp luôn. Nếu các bạn đi ngang qua Trà Vinh thì chúng ta có thể ghé tham quan nha. Và chính thực hiện video này trong chuyến hành trình chính đi xuyên Việt cùng với thử thách 63 Half Marathon. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video và nhớ đăng ký kênh của chính để trải nghiệm cùng với chính và đồng hành cùng với chính trong thử thách lần này nha. Xin chào.